Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một video có chủ đề về nhân tướng học. Chọn chồng bằng mắt, nhân tướng chỉ ra các đặc điểm của đấng phu quân nghìn năm có một. Cưới xin là chuyện trọng đại của cả một đời người. Vẫn nói, phụ nữ cưới sai chồng thì đời này coi như bỏ. Tất nhiên, trong xã hội hiện đại, tư tưởng đã dần dần thay đổi. Nhưng hạnh phúc trăm năm thì vẫn luôn là các điều mà khiến các chị em đau đầu. Sau đây là một vài đặc điểm nhân tướng của người chồng tốt mà các bạn hãy cùng theo dõi. 1. Tai to. Bí quyết chọn chồng tốt cho chị em là chọn người đàn ông có tướng tai to, rộng, là người có tính cách tốt, phúc khí đầy đặn. Sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng hòa thuận, êm ấm, càng về già càng thêm giàu có, may mắn. 2. Mắt to. Đàn ông mắt to lại có thần thái rõ ràng, hai mắt sáng tỏ, là người mạnh mẽ, tinh anh. Người này làm gì cũng quyết tâm, tập trung cao độ vào mọi việc nên dễ dàng thành công, tài vận tốt đẹp. 3. Gò má cao, đầy đặn. Người đàn ông này có đầu óc rộng mở, tầm nhìn tiên tiến và tấm lòng lương thiện. Người này tham vọng cầu tiến lớn, luôn cố gắng vươn lên trong sự nghiệp. Lấy được người này là lấy được bậc quân tử trong những người đàn ông, mai sau sẽ có số cầm quyền làm lãnh đạo. 4. Lông mày bán nguyệt. Trong nhân tướng học, tướng mũi của người phụ nữ là dấu hiệu nhận biết về người chồng tương lai. Còn đối với nam giới thì cung phu thê thể hiện ở lông mày. Chính vì vậy, muốn biết vợ chồng có hợp hay không thì nên xem lông mày của người đàn ông. Nam giới có lông mày cong hình bán nguyệt, vùng thái dương đầy đặn, bằng phẳng, là người chiều chuộng vợ con, yêu thương gia đình. Lông mày ngắn thưa là người ít duyên vợ chồng, hợp rồi lại tan. 5. Mũi to. Đàn ông mũi to là người có nhiều phúc khí, trời sinh số vận giàu có, phúc hậu. Người này có cuộc sống no đủ, cả đời không lo việc ăn mặc. Sau khi kết hôn, vợ con được chu cấp đầy đủ, cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. 6. Tai cao. Đàn ông tai cao, ngang lông mày là người thông minh khiêm có. Đây là người có số làm con to, ai cưới được sẽ có số được làm mệnh phụ phu nhân. Đàn ông có đặc điểm nhân tướng này là những người có trách nhiệm, mẫn cán trong công việc. Chính vì vậy mà thành công đối với họ thường đến sớm, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. 7. Lông mày hình chữ bát. Người có lông mày hình chữ bát là người hiền lành, thích hợp làm nhà giáo. Sau khi kết hôn, họ rất chiều chuộng vợ con, nếu có tranh cãi thì luôn biết nhận lỗi trước. Đồng thời, họ cũng không giỏi quản lý tài chính, vì vậy kiếm được bao nhiêu tiền cũng sẽ đều đưa hết cho vợ quản lý. Trong cuộc sống, tuy người này có phần mềm yếu nhưng rất mực yêu thương vợ con, không bao giờ để vợ con phải chịu khổ. 8. Mắt nhiều mí. Đàn ông có đặc điểm nhân tướng này là người rất trọng, nghĩa tình. Trong tình yêu, họ đặc biệt chiều chuộng người ấy, sau khi kết hôn thì càng yêu chiều, coi vợ như bà hoàng. Ngoài việc thương yêu vợ con, người này còn cần cù, chịu thương, chịu khó. Tuy khi mới lập nghiệp thì không thành danh ngay, nhưng nếu biết kiên trì theo đuổi những mục tiêu của mình thì vinh hoa phú quý sẽ đến. 9. Nhân trung sâu dài. Nhân trung sâu và dài cộng với cằm vuông rộng là đặc điểm của đàn ông sống lâu, phúc khí đầy đặn. Người này không chỉ vượng đường phu thê mà còn rất hợp với con cái. Sau khi có con thì con sẽ xinh đẹp, giỏi giang, biết phụ giúp sản nghiệp của gia đình. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, ấm no, không có nhiều điều phải bận tâm mà thường nhàn hạ, tránh xa xã hội ồn ào, huyên áo. Ngược lại với những nét tướng đàn ông tốt, mời các bạn hãy cùng theo dõi phần 2 về xem tướng người đàn ông khắc bạc vợ con. Tướng đàn ông khắc bạc vợ con. Người con trai lớn lên mà có đầu to, tóc nhiều, mặt lại nhọn như mặt chuột, chán nếp, má có vằn và lông chân mày mọc nghịch, trong thịt có ẩn nốt ruồi đen, xuôi mũi thẳng và đúng mũi cọc như mũi kéo là tướng người hèn không tốt. 1. Khuôn mặt đầy, da đen, miệng hẹp. Phàm là trai vị thành niên mà có khuôn mặt đầy thịt, màu da men mét mà miệng thì hẹp, chán lại dô thì ắt khi lấy vợ sẽ hà khắc, tình yêu không bền bỉ mà đời sống cũng chật vật, sanh con trai con gái đều không nhờ cậy được, duyên nợ phải 2-3 lần đổi thay mới được ổn định. 2. Đầu to tóc nhiều, mặt nhọn, chán lép. Tướng đàn ông lớn lên mà đầu to, tóc nhiều, mặt lại nhọn như mặt chuột, chán lép,
mà có vằn và lông chân mày mọc nghịch, trong thịt có ẩn nốt ruồi đen, suôn mũi thẳng và đầu mũi quặp như mũi kéo, là tướng người hèn có số phá gia, coi thường sự chung thủy trong tình vợ chồng. 3. Dáng vóc thấp lùn, đầu to, thân nhỏ. Thanh niên trưởng thành có dáng vóc lùn thấp, đầu to, thân nhỏ, sườn mũi cao và ngắn, chủ về sự quá vợ sớm. Nếu phải lập gia đình trước 23 tuổi, ria mép mọc đều đặn, cầm lại lang bốc, môi mỏng và răng thưa thớt là tướng bần tiện, có số cô độc, hiếm con. 3. Sắc mặt như bôi phấn, hai mắt thâm quầng. Trai lớn lên mà sắc mặt như bôi phấn, hai mắt thâm quầng với tròng đen ít hơn tròng trắng, gò má bệnh và mũi lại tẹt, hai lông mũi hách lên là chủ về điểm sát vợ. Về duyên nợ vẽ bàng, bi đát, ắt phải chờ qua ngoài tam thập mới hy vọng an bài, nhưng tướng lại khắc khổ cả đời, chịu cơ cực. 4. Con trai mà có giọng như con gái, mũi thon, miệng nhỏ, mũi dày, lại có đôi chân mày vòng nguyệt, mắt long lanh ngỡ đát, là chủ với đường đa tình vượng thê, trưởng thành, lấy vợ thuộc làng, giang hồ tứ chiếm, gia đạo tháo trộn, tâm lý bất đồng, đưa đến ly hôn, sinh con cái ngỗ nghịch, hư hỏng. 5. Khuôn mặt tròn, đầu tóc nhỏ, xoăn mắt. Thanh niên nào lớn lên có khuôn mặt tròn, đầu nhỏ, tóc xoăn, mắt lươn là tâm tính ngơ ngạnh, lòng dạ gian ác, ắt là điểm ứng chỗ kia với lông mày cứng xoắn dài mượt, là tướng người dâm loạn, dám lấy vợ bạn và âm mưu phá hoại gia cảnh trong vòng thân thuộc, số khắc bạc, thê tử. 6. Sơn căn khô hám, hai mắt không đều. Người con trai nào trưởng thành mà sơn căn khô hám, hai mắt không đều, phía trái lé hay nhỏ hơn, tròng đen pha sắc màu vàng, tròng trắng nổi chỉ đỏ, ở dưới vân hình lưới, hình thập là chủ về sự khôi quá và vợ ắt phải chết vì nghiệp tự ý hủy diệt sanh mạng. Số đàn ông này rất nhiều hệ lụy. 7. Thân hình mảnh khảnh, mắt sắc như dao. Thanh niên nào lớn lên mà thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn, hai mắt sắc như dao, lại hay trừng liếc, có tật nhìn xéo, ngó xiên, đầu cổ thì lắc lư, tướng đi như rắn, là điểm ứng lấy vợ không nghiêm, sanh lòng gian tà, tư thông tình ái. Số này ân hận đau khổ thầm kín cả đời. 8. Con trai mà mày rộng, mắt lại lồi, mặt dài, mũi có hai lỗ rộng mà cửa miệng quá hẹp, chán hám mà thấp, tóc và râu nhiều, đi nghiêng và lưng thì khòm, ắt số lấy vợ trong giới buôn hương bán phấn. Với hình tướng diện mạo chủ yếu sự đa tê, lại có số khắc bạc nên trung nguyên hậu vận cam phận độc hành. Cảm ơn các bạn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.